Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay thì mình đáp ứng nhu cầu của các bạn. Các bạn inbox mình báo mình chơi AK gỗ. Nhưng thì mình sẽ làm luôn. Và hôm nay thì mình làm zombie hoài các bạn ạ. Mấy người bạn đang chơi cùng với mình đây cũng biết mình làm mấy clip luôn mà cứ bị zombie hoài. Ở một trận 2 đến 3 lần làm zombie mình không làm được clip các bạn ạ. Rồi, thanh niên này chơi zombie cũng rất là được nha các bạn, rất là ngon. Đó, chơi rất là pro. Toàn top luôn, hơn mình đấy. Không phải dầm dừa đâu. Mình thì gà mà so sánh gì. Rồi, nói chung về cái khẩu này thì cũng khá là ok. Đam của nó thì to. Mình cầm theo cái bánh của khừa. Các bác trên group CFM bảo là bánh của khừa là có thể là nổ được, còn bánh của Việt Nam là không nổ được. Ai vẫn lờ ra. Nói chung là không nên ăn bánh của khừa các bác ạ. Đó. Không nên ăn bánh của khừa làm gì. Bánh của khừa rất là nguy hiểm. Rồi. Chỉ có nhân vật của khừa mới ăn bánh của khừa thôi. Rồi. Khẩu này thì đam cũng rất là to. Bắn thì độ giật của em nó thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ giật rất là dễ các bạn. Cái tâm của nó rất là dễ điều chỉnh. Không thấy nó nói cái dòng AK giật vậy chứ cái tâm của nó rất là dễ điều chỉnh hơn cái dòng M4 nha các bạn. Các bạn bắn nhiều thì các bạn sẽ biết. Chê cái dòng AK giật nhưng cái tâm nó rất là dễ điều chỉnh. Còn M4 thì nhấp đạn nó ra nhanh hơn, mình nghĩ là vậy. Ngoài ra thì một cái điểm yếu chết người của em nó chính là việc thay đạn. Làm cho việc zombie làm cho việc chạy zom nó không có được tốt. Thay đạn khá là lâu khiến chúng ta phải khiến chúng ta sẽ bị zom bật ép lên và cào. À không phải là bật ép, bật kêu đặc biệt nhầm cái bên Trikit CFPC. Rồi. Thì chỉ điểm yếu của em nó là vậy thôi. Còn số lượng đạn thì nó cũng khá ở mức trung bình. Đủ để chúng ta có thể hết trận zom và hết đạn. Và nó hơi tiếng hơi ồn ào thì các bạn thông cảm cho mình nhá. Đang làm clip mà tàu nó đi ngang. Vì mình ở gần đường tàu nên tàu nó chạy suốt các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhá. Và hôm nay thì mình sẽ cầm AK gỗ và đua top. Không biết có top nổi không vì cấu này chạy zom rất là cùi. Không phải là nó cũng khá là bình thường thôi. Cái việc thay đạn của nó khá là cùi. Nhưng mình vừa chơi TMP sang mà là chơi cái sau sang chơi cái khẩu này cái là nó là khó chơi các bạn ạ. Tự dưng đang cầm cái con thay một nốt nhạc chuyển sang con thay cả buổi trời vẫn chưa xong, các bạn hiểu nó thốn nó như nào, chứ nó không quen luôn. Vì mình stream ôi cái thằng này nấp lên làm gì em ấy, ngu người, vi đi vi, làm gì nhau. Ôi, tính lừa nó vào đây cần chiến mà thằng TMP nó ăn luôn rồi. Còn gì nữa không ta? Hồi nãy mình nói đến đâu nhỉ? Quên luôn rồi, thôi kệ nó đi. Không muốn nhớ nữa. Mình sẽ làm với cái quắm mà. Ôi, anh làm gì cho ăn mà xuống ăn nhìn ghê vậy? Lúc nãy là chuyển TMP nhá. TMP mà chuyển sang cái khẩu này thì rất là cực kỳ thốn luôn các bạn ạ. Vì TMP nó đối thay đạn rất là nhanh. Vì là tốc độ quá nhanh luôn các bạn ạ. Nhanh nhất trong các loại súng luôn. Phải gọi là vậy. Mình nghĩ là vậy. Cái này khẩu AK VIP thì việc rút ra và đút vào thôi. Còn cái này rút ra và đút vào và giặc một phát nữa. Nên đâm ra nó lâu hơi lâu tí. Mình từ khẩu đó chuyển qua khẩu TMP, chuyển qua khẩu này thì hơi ngờ tí, nhưng bắn lát cũng sẽ quen thôi. Rồi
lao vào cho lắm vào. Ôi chết 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 rồi. Chết ngay mà. Chạy chạy do mà chạy ngu thì chết chứ còn gì nữa. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với phần zombie và con y tá này. Con y tá này rất là ngon. Và nó đặc skill đặc biệt của nó là người tới gần là có thể chém được và người ta sẽ biến thành zombie hết. Rồi chúng ta sẽ lên cào hero. Skill đặc biệt thứ hai là cào hero là hero sẽ chết. Rồi ôi what the fuck, tự dưng đang nhảy qua là bị bắn, nó cản zom cản mình lại. Nói mình là zom mà. Rồi làm gì em ấy, làm gì. Rồi cứ chạy mà bắn đi. Cái súng đấy cản zom rất là tốt nhưng không qua mấy em zom này đâu. Em chết tươi giờ chứ còn không lăng quăng được đâu em ơi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với trận thứ hai. Nếu các bạn thấy clip mình làm hay thì hãy like và share video mình nhé. Các bạn không nên qua những cái chỗ mình nhảy qua lúc nãy nhá. Cái chỗ đây rất là dễ thành zombie các bạn ạ. Mình test rất là nhiều lần, mình hay qua đứng, mình là một thính hay qua đứng bên đó vì cái chỗ đó bắn rất là vui. Vì mình hay nhảy qua bên đó mà việc mình nhảy qua bên đó nhiều thì rất là dễ thành zombie các bạn, mình cảm thấy là vậy. Và mình chơi nhiều thì mình thấy là vậy thôi. Mình làm clip mà cứ hay qua đứng chỗ đó cứ biến thành boss với zombie hoài các bạn ạ. Rồi còn mọi cái chỗ khác thì mình không biết, nhưng mình hay đứng chỗ nó thì mình cảm thấy là vậy thôi. Một trận làm mấy lần làm zombie thì mình chán luôn các bạn. Thì đó là ý kiến riêng của mình, các bạn nên tránh. Nếu tin hay không tin thì các bạn hãy tránh ra cho nó đỡ thành zombie, cho đỡ thốn các bạn ạ. Chứ việc thành zombie thì chắc chắn thì ai săn zombie thì cũng sẽ biết rồi. Rồi kiểu này em này bị hành rồi, hành dài dài đấy em ấy. Còn có một tên thôi. Rồi, em chắc chắn là bị hành rồi. Thằng boss này ngáo. Nó phải lờ ra. Người đến gần vậy mà không ăn được thì quá ngáo các bạn ạ. Rồi. Ôi, không, anh không cho kinh chiến đâu. Rồi, fuck you. Vâng, một bản này cũng tên cũng khá là hay đấy. Và sắp tới thì mình sẽ tạo nhiều cái trò chơi để cho các bạn vui vẻ xem giải trí. Thì trò chơi thì mình có thể nghĩ ra hoặc học hỏi các người đi trước ở CFPC, CF Việt Nam. Nó là học hỏi thôi, còn bạn nào ý kiến quá thì cứ gọi là cái thằng này ăn cắp cái ý tưởng người ta cũng được. Rồi thì chơi cho vui thôi chứ các bạn cho là ăn cắp cũng được, không sao. Rồi chủ yếu là vui thôi. Rồi hết đạn rồi, lao vào chém rồi. Hết đạn rồi, qua bên đây. Ôi mít rồi. Ôi thằng bot này ngáo các bạn. Từ từ thôi. Ô nó quay lại kìa. Rồi còn có 4 giây, 3 giây. Ôi tiếc vãi. Lúc nãy mình không chạy lui là mình chạy tới là chém được rồi. Thằng bot ngáo vãi. Thằng bot gà, quá gà các bạn. Cửa không biết toàn gà thế này. Việt Nam mình chơi nó ngon hơn. Chơi thằng nào thằng ấy rất là tốt. Chơi zombie rất là tốt. Nếu các bạn mà chơi ở trong phòng zombie thì mình chắc chắn các bạn sẽ thành zombie thôi. Nhưng nếu chơi trong phòng zombie mà với người Việt Nam thì các bạn chắc chắn phải thành zombie thôi. Nói vậy thôi, nếu các bạn bro thì các bạn sẽ khá. Các bạn có thể pick cua và thoát được. Mình thì cuối bắp. Ôi thằng nào móc anh. Ôi vãi. Nó móc mà hay vậy. Mày vãi. Mình biết mà. Thấy mất máu là phải thoát ngay. Rồi không sao. Vẫn săn tốt. Chưa có tì vết gì. Vẫn chưa thủng màng trinh. Rồi. Làm gì. Phải hiếp AFK. Còn người bình thường là bắn thôi. Không giết. Nhầm chứ zombie bình thường.
Ôi, lát thế éo nào, đang hay. Rồi, thằng ô này làm gì đấy, đầm khá là to. Cũng to đấy. Nó tăng tăng phần trăm lên rồi nên bắn ra đam rất là to, mà sẵn em nó cũng khá là to rồi, khỏi phải bàn. Ú, cầm AK này chỉ việc thay đàn trầm các bạn, nếu bạn nào bắn quen rồi thì cầm khẩu này rất là tốt nha các bạn, còn bạn nào chưa quen như mình mới cầm TMP sang thì nó thật, cầm khẩu này chỉ muốn đập bế cái đập gãy cái khấu này luôn các bạn. Thầy đạn mắc cùi, mình chơi TMP quen rồi, chờ zone tới gần là chạy luôn, không sợ. Ở đây cái này không nên chờ zone tới gần mà chạy đâu các bạn, việc thay đạn của nó rất là chậm, nên mà chờ zone tới gần mà lúc nó bật kỹ năng đặc biệt của em nó thì các bạn chết chắc luôn các bạn, không đơn giản đâu. Khấu này với lại khấu này cũng khá là nặng hơn TMP rất là nhiều, TMP quá là nhẹ. Rồi so sánh khẩu này với TMP thì giống như so sánh một không biết là nói gì nữa, vì khẩu so sánh một khẩu quá ngon và một khẩu quá cùi trong chế độ zombie. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, hình như đam hai khẩu này cũng khẩu kia bé hơn chứ, AK phải lớn hơn mà. Rồi giới thiệu bản thân đi, ngon thì giới thiệu đi. Rồi Phúc Diêu vẫn là. Rồi hiện vãi không thành zombie. Đó, cách ly cái chỗ đó ra thì sẽ đỡ thành zombie hơn. Rồi cắn một miếng mà vứt đi. Đó là kỹ năng đặc biệt của quá bánh trung thu của Khừa, rất là vui, bánh mà có thể nổ bánh xác các bạn. Rồi khá tuyệt vời, bắn khẩu này đam to mà việc tranh top nó cũng đơn giản thôi, nếu chú ý săn zombie thì khẩu này có thể top thì chuyện là bình thường thôi, vì nó đam to mà có thể hốt kill nhẹ nhàng, đạn ra cũng khá là nhanh. Rồi hết luôn rồi. Ôi trận này làm thế méo gì đâu. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn vui vẻ nha, vui vẻ với clip của mình. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye.